Mùi phim. Đây là một loại giống gà đặc biệt nhất trong các loại giống gà, tự mình đá mình luôn. Phải nói là hiếm hoi nhất. Đúng rồi. Ở tự đá luôn mà. Gà siêu cấp mà. Giống gà hiếm hoi từ trước tới nay. Vô không? Vô luôn. Đá độc quyền nha, tính là nó nghe nó đó là dữ lắm rồi ha. Hai người đá nên nè. Linh kêu để nó 200 thôi, kệ. Okay. Giống gì nên nha, đây, quay 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 quay. Nó quay ngồi nó chết luôn chứ, nó quay mồng rồi. Nó đá hoài luôn á, nó mệt cái này nghỉ. Nó quậy lắm, nó ác nữa.